Thưa quý vị, trong bản báo cáo thường niên chỉ số quyền lực châu Á năm 2024 do Viện Lowy, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại hàng đầu của Úc vừa công bố vào tháng 9 năm nay, Việt Nam xếp thứ 12 trong tổng số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Theo đó, trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Mỹ, Nga, Úc, New Zealand, thì Việt Nam nằm trong số nhóm quốc gia hạng trung. So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp dưới Singapore, Indonesia, Thái Lan và Malaysia và đứng trên Philippines, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Đông Timor. Thước đo chỉ số quyền lực của bảng xếp hạng này dựa trên 8 tiêu chí: năng lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn lực tương lai, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa. Theo đánh giá của Viện Lowy, sức mạnh tổng thể của Việt Nam trong năm 2024 đã tăng 1,2 điểm so với năm 2023, tạo ra ảnh hưởng trong khu vực nhiều hơn so với dự kiến. Báo cáo cho biết, sự cải thiện lớn nhất của Việt Nam vào năm 2024 là ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa, song thước đo về mạng lưới quốc phòng sụt giảm. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng với BBC trao đổi với khách mời Susanna Patton, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy, trưởng dự án chỉ số quyền lực châu Á. Nhưng trước hết, mời các bạn bấm nút chuông và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của chúng tôi. Tăng điểm ngoại giao, sụt điểm quốc phòng. Thưa quý vị, trước hết, hãy tìm hiểu xem bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á biểu thị điều gì bằng cách hỏi chính tác giả của bản báo cáo này. Thưa bà Patton, bà có thể giải thích về các thước đo của bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á năm 2024. Những xếp hạng này nên được hiểu như thế nào cho đúng? Và có phải là một nước quyền lực hơn, có nghĩa là giàu có hơn hay không? Chỉ số quyền lực châu Á là nỗ lực so sánh sức mạnh tổng hợp của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á-Thái Bình Dương. Nó xem xét nhiều biến số khác nhau và dựa trên 8 tiêu chí, trong đó có quy mô nền kinh tế và quy mô lực lượng vũ trang. Đây là những yếu tố mà chúng ta thường xem xét khi so sánh sức mạnh của các quốc gia. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này cũng xem xét một loạt các yếu tố khác như khả năng tự phục hồi và sự ảnh hưởng, xem các nước sử dụng sức mạnh, tài nguyên mà họ có ra sao. Điều đó bao gồm các khía cạnh khác nhau như ảnh hưởng ngoại giao, mối quan hệ kinh tế, ảnh hưởng văn hóa liên quan đến con người và dòng chảy thông tin truyền thông, và cuối cùng là mạng lưới quốc phòng, tức là các mạng lưới an ninh và quốc phòng mà các quốc gia châu Á có với nhau. Năm nay thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 12 như năm ngoái, nhưng sức mạnh tổng thể được đánh giá cao hơn. Bà nhận xét như thế nào về sự cải thiện này? Việt Nam đã tăng khoảng 1 điểm so với năm 2023, nhưng không thay đổi thứ hạng, tức là không vượt qua được quốc gia nào. Lĩnh vực mà Việt Nam thể hiện sức mạnh và cũng cải thiện vào năm 2024 là ảnh hưởng ngoại giao. Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực nhất trong khu vực về mặt ngoại giao trong năm qua. Tôi nghĩ điều này phản ánh chiến lược ngoại giao của nhiều đối tác của Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực đón cả hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, nên không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam có điểm số rất cao về ảnh hưởng ngoại giao. Tháng 9 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội theo lời mời của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 3 tháng sau, khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, Việt Nam đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 8 năm 2024, khi ngành ngoại giao Việt Nam kỷ niệm 79 năm thành lập, Chính phủ Việt Nam cho biết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia vùng lãnh thổ, đã ký 16 hiệp định thương mại tự do, viết tắt là FTA, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới. Thưa bà Patton, bà có thể cho biết bên cạnh ngoại giao thì Việt Nam đã có những mặt nào được cải thiện? Thực tế, Việt Nam đã cải thiện điểm số ở hầu hết các tiêu chí trong chỉ số năm nay của chúng tôi. Bên cạnh ngoại giao, Việt Nam cũng cải thiện điểm số của mình về mối quan hệ kinh tế. Điều này phản ánh thực tế rằng Việt Nam đang trở thành một quốc gia được gọi là nền kinh tế kết nối, có thể liên kết giữa Mỹ và Trung Quốc khi hai cường quốc này tìm cách tách rời mối quan hệ kinh tế của họ ở một mức độ nào đó. Thưa bà, vậy thì có khía cạnh nào mà Việt Nam bị thụt lùi so với những năm trước không? Tiêu chí duy nhất mà Việt Nam giảm điểm là về mạng lưới quốc phòng.
mạng lưới quốc phòng liên quan đến các cuộc tập trận quân sự chung, cũng như các cuộc đối thoại quốc phòng mà các quốc gia thực hiện với nhau. Điều này không có nghĩa là Việt Nam tham gia tập trận hay đối thoại ít hơn, mà là vì các nước trong khu vực, đặc biệt là những quốc gia trong mạng lưới đồng minh với Mỹ, đang thực hiện nhiều hoạt động chung hơn so với trước đây. Và tình trạng không liên minh của Việt Nam cùng với việc khá thận trọng trong hợp tác quân sự đối với các quốc gia khác có nghĩa là Việt Nam vẫn nằm ngoài mạng lưới đó. Một ví dụ là chiến lược minh bạch cùng các tiếp cận mạnh mẽ của Philippines trong việc bảo vệ các yêu sách chống lại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến vị thế của Philippines trong khu vực vì họ đang hợp tác với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc và đặc biệt là Mỹ. Còn Việt Nam chọn cách tiếp cận im lặng hơn, nhưng Hà Nội cũng nỗ lực để xây dựng khả năng răn đe quân sự và có tham vọng chiến lược thể hiện thông qua chiến dịch âm thầm Bồi Đắp Đảo, được ghi nhận trong năm qua. Trong khi Philippines phơi bày những sự hung hăng của Trung Quốc, thể hiện thông qua việc công bố những video va chạm tàu trong những tháng gần đây, thì Việt Nam thường không làm lớn chuyện. Chỉ khi xảy ra những sự cố nghiêm trọng, như vụ Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào hôm 29 tháng 9 vừa qua, Việt Nam mới lên tiếng mạnh mẽ. Đây được coi là một lần hiếm hoi mà Việt Nam lên án trực diện Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam cũng kiên trì với chính sách quốc phòng 4-0, bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong khi đó, Philippines liên tục có những cuộc tập trận cùng đồng minh Mỹ và hàng loạt các quốc gia. Trong những ngày này, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Úc đang có cuộc tập trận trên biển mang tên Commander 0824 diễn ra từ ngày 15 tới ngày 25 tháng 10. Việt Nam ảnh hưởng từ Mỹ hay Trung Quốc nhiều hơn? Thưa quý vị, báo cáo chỉ số quyền lực châu Á của Viện Lowy cũng thể hiện mạng lưới các đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Thưa bà Patton, quốc gia nào tạo ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam trong năm qua? Bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á không đánh giá cụ thể tầm quan trọng của các nước khác tới Việt Nam. Nhưng trong báo cáo của chúng tôi, bạn có thể xem được các chỉ số cụ thể cho biết ai là đối tác hàng đầu về thương mại và đầu tư của Việt Nam. Nhưng tôi có thể nhận xét chung là Mỹ và Trung Quốc là hai siêu cường đang cạnh tranh khá sát sao. Và rất rõ ràng, đây cũng là hai nước có ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam. So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam trên thực tế có phần khác biệt ở chỗ mức độ tham gia kinh tế với Mỹ và Trung Quốc cân bằng hơn. Dù Bắc Kinh và Washington cố gắng tách rời nền kinh tế của họ như tôi đã đề cập trước đó. Riêng đối với Trung Quốc, Việt Nam thiết lập một mức độ đối thoại an ninh mà nhiều nước khác trong khu vực không có. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Việt Nam khá cân bằng với hai đối tác này. Nga cũng là một nước có ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam trước đây, song nước này đang bị phân tán bởi cuộc chiến tranh ở Ukraine và không thể dành cùng mức độ tập trung ngoại giao cho châu Á như trước. Mặc dù Tổng thống Putin đã thăm 3 quốc gia ở châu Á, bao gồm Việt Nam trong năm nay. Vậy thì ngược lại, Việt Nam đã tạo được ảnh hưởng tới những nước nào? Các dữ liệu của chúng tôi cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam với Lào và Campuchia liên quan đến cả ngoại giao và quốc phòng. Tôi nghĩ nhiều người sẽ ngạc nhiên, đặc biệt là những người bên ngoài khu vực có thể không hoàn toàn hiểu hết những nỗ lực mà Việt Nam đã dành cho việc tương tác với các nước láng giềng Lào và Campuchia trong quan hệ song phương với từng nước và đôi khi trong khuôn khổ tam giác ba nước. Đó chắc chắn là một điều đáng chú ý. Việt Nam đứng thứ mấy trong Đông Nam Á? Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng của Lowy, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp dưới Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và đứng trên Philippines, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Đông Timor. Thưa bà Patton, liệu Việt Nam có thể vượt qua các quốc gia xếp ở trên trong tương lai? Việt Nam khá gần với Malaysia, nên có khả năng Việt Nam có thể vượt qua Malaysia và cả Thái Lan, vì cả hai nước này chỉ hơn Việt Nam khoảng một điểm. Trong khi đó, Indonesia và Singapore thì cách xa hơn, vì vậy tôi không thấy có khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia hay Singapore trong tương lai gần. Nhưng Thái Lan, Malaysia và Việt Nam khá tương đồng. Theo bà, mất bao lâu để Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Malaysia? Điều này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam,
cũng như loại hình đối tác mà nước này thiết lập với các quốc gia khác hay mức độ hoạt động ngoại giao của Hà Nội. Bên cạnh đó, thứ hạng cũng phụ thuộc vào cách tiếp cận của Thái Lan và Malaysia vì tính chất của một số chỉ số tương đối có thể thay đổi khi một quốc gia gặp khó khăn hoặc mắc sai lầm, lúc đó các nước khác sẽ vươn lên. Mỹ-Trung so kè, Ấn Độ trỗi dậy. Thưa quý vị, ngoài vị trí của Việt Nam, thì bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á năm 2024 cũng thể hiện rất nhiều điều trong bối cảnh tình hình thế giới liên tục biến động. Trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng năm nay, Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất, theo sau là Trung Quốc. Washington dẫn trước Bắc Kinh về 6 trong 8 chỉ số, trong đó bao gồm năng lực quốc phòng, ảnh hưởng văn hóa và khả năng kinh tế. Ngược lại, Trung Quốc có mối quan hệ ngoại giao và thương mại mạnh hơn trên khắp châu Á. Theo các chỉ số của chúng tôi, Mỹ vẫn có quyền lực hơn Trung Quốc khoảng 10%, và sau đó có một khoảng cách rất lớn giữa hai nước này so với Nhật Bản và Ấn Độ, những cường quốc tiếp theo. Tuy vậy, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách về năng lực quân sự so với Mỹ khi họ đổ tiền vào việc mở rộng lực lượng vũ trang. Báo cáo năm nay cho thấy, lần đầu tiên Trung Quốc đang ở vị thế cao hơn Mỹ, xét về khả năng nhanh chóng triển khai quân đội ở châu Á trong một thời gian dài, trong trường hợp xảy ra xung đột. Nhưng sức mạnh tổng thể của Bắc Kinh trong khu vực đang bắt đầu chững lại, trong bối cảnh dân số nước này giảm. Thưa quý vị, trong khi đó, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản một cách sát nút, để trở thành quốc gia mạnh thứ 3 trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á năm 2024. Điểm mạnh lớn nhất của Ấn Độ ở châu Á là các nguồn lực sẵn có của nước này như dân số, diện tích và nền kinh tế khổng lồ. Hiện Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới về sức mua tương đương, theo báo cáo của Lowy. Về phía Nhật Bản, dù giữ được nhiều thế mạnh, vị thế kinh tế của nước này trong khu vực đã giảm, với một trong những nguyên nhân là lợi thế công nghệ của họ đã sụt giảm mạnh do sự cạnh tranh từ các trung tâm sản xuất tiên tiến khác ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, Viện Lowy đánh giá cao xu hướng chuyển đổi của Nhật Bản từ một cường quốc kinh tế và văn hóa thành một cường quốc năng nổ tham gia vào các hoạt động về quốc phòng và an ninh với các nước khác. Năm 2024 cũng chứng kiến việc Úc vượt qua Nga để trở thành nước đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. Úc được đánh giá tốt nhất về năng lực quốc phòng, nhưng không đạt điểm cao về các nguồn lực trong tương lai. Ở vị trí thứ 6, Nga tăng điểm về quân sự, nhưng giảm thứ bậc về năng lực kinh tế, khả năng phục hồi, mối quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng và ảnh hưởng văn hóa. Theo báo cáo này, Nga đã suy giảm mạnh về ảnh hưởng khi cuộc chiến ở Ukraine làm suy yếu sự tập trung và nguồn lực ở khu vực. Nga là một đối tác quan trọng đối với Việt Nam trong quá khứ, nhưng ảnh hưởng của Nga ở châu Á thật sự đã giảm trong năm nay khi sức mạnh tổng thể của họ bị phân tán bởi cuộc xâm lược Ukraine và không thể dành sự chú ý ngoại giao cho châu Á như trước, mặc dù Tổng thống Putin đã đến thăm 3 quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam trong năm nay. Tháng 6 năm 2024, Việt Nam là quốc gia xa xôi nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công du sau khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ngay trước chuyến thăm Việt Nam, ông Putin đã đến Triều Tiên và trước đó một tháng là Trung Quốc. Theo sau Nga là Hàn Quốc ở vị trí thứ 7. Tổng điểm của nước này tăng 1,5 điểm vào năm 2024 và gần bằng Nga. Yếu tố mạnh nhất của Hàn Quốc vẫn là mạng lưới quốc phòng, là kết quả của sự hợp tác quốc phòng sâu rộng với đồng minh Mỹ. Bên cạnh đó, những thước đo về năng lực kinh tế, năng lực quân sự, quan hệ kinh tế và ảnh hưởng ngoại giao cũng được đánh giá cao, phản ánh vai trò của nước này là một trong những quốc gia lớn nhất và thịnh vượng nhất ở châu Á. Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore là quốc gia được xếp hạng cao nhất, đứng ở vị trí thứ 8. Tuy diện tích không lớn, nhưng đảo quốc này giàu có và có mạng lưới kết nối chặt chẽ với thế giới. Vì vậy, mặc dù không bằng Indonesia là quốc gia xếp thứ 9 về khả năng phục hồi quốc gia, song Singapore có thể dành nhiều nguồn lực hơn cho năng lực quân sự và hội nhập sâu hơn với khu vực, thông qua các mạng lưới quốc phòng, các dự án văn hóa và các liên kết thương mại, đầu tư. Và một quốc gia đáng chú ý trong bảng xếp hạng này là Triều Tiên, với chế độ độc tài và nhiều bí ẩn. Nước này xếp thứ 17, với thước đo yếu nhất là ảnh hưởng ngoại giao, tiêu chí mà Bình Nhưỡng đứng cuối cùng trong tất cả các quốc gia. Triều Tiên vẫn đóng cửa và nhiều đại sứ quán tại Bình Nhưỡng đã ngưng hoạt động. Mặt mạnh nhất của nước này là tiếp tục khả năng quân sự và khả năng phục hồi, dựa vào khả năng răn đe hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un. Cuối cùng, đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á lần lượt là Papua New Guinea, Đông Timor và Nepal. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chi tiết về bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á năm 2024.
Ở châu Á Thái Bình Dương, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang ra sức cạnh tranh sức ảnh hưởng trong khu vực. Và trong khi nhiều người tin rằng Trung Quốc đã trở thành một thế lực vượt trội không thể chối cãi, thì những người ủng hộ vị thế hàng đầu của Mỹ lại coi Trung Quốc là yếu hơn và có thể bị kiềm chế. Trong khi đó, Việt Nam những năm gần đây được đánh giá là ngôi sao đang lên thông qua việc nhiều tập đoàn lớn của thế giới muốn đầu tư vào đây, một phần để tránh bị ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. BBC News tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chi tiết, khách quan và đa chiều. Mời quý vị và các bạn đón xem. Và nếu có ý kiến đóng góp gì, mời quý vị để lại bình luận dưới video này. Và cũng đừng quên bấm nút chuông và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!